huấn luyện viên của PSG bị bắt. Huấn luyện viên Christo Ganti của PSG vừa bị bắt và tạm giam tại Pháp. Theo báo chí Pháp, huấn luyện viên Christo Ganti bị cảnh sát bắt giam cùng cậu con trai của mình là John Vlahovic Ganti. Nhà cầm quân 56 tuổi bị cáo buộc phân biệt chủng tộc, miệt thị người da đen và đạo Hồi từ thời điểm ông còn dẫn dắt Nice. Người tố cáo huấn luyện viên đương nhiệm của PSG là Julien Fauny, cựu giám đốc bóng đá của Nice. Theo đó, trong thư điện tử gửi cho Fauny trước khi rời Nice sang PSG, ông Ganti viết: "Đây là một đội bóng cặn bã, chỉ toàn người da đen và một nửa trong số họ đến thánh đường Hồi giáo vào các thứ sáu. Không thể có nhiều người da đen và người Hồi giáo như vậy trong một đội bóng." Sau khi nổ ra scandal vào tháng 4 năm nay, huấn luyện viên Ganti phủ nhận mọi chuyện. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng điều tra, cảnh sát Nice đã bắt giữ và tạm giam nhà cầm quân người Pháp. Trước đó, PSG cũng chuẩn bị cho việc sa thải huấn luyện viên Ganti. Đội bóng thành Paris đang thương thảo với Luis Enrique và 99% sẽ bổ nhiệm cựu huấn luyện viên Barca và đội tuyển Tây Ban Nha này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.